Và các bạn đã quay trở lại với channel của Chiếm Tài Mobile, lại là mình đây, Hùng 20cm đây. Và như các bạn đã biết thì với những cái mẫu loa Bluetooth đang có trên thị trường thì đa số nó sẽ có một thiết kế rất là mới mẻ hiện đại. Và đa số những chiếc loa đấy thì sẽ được làm từ chất liệu đó chính là nhựa này, kim loại này, hay là những chiếc loa được làm từ vải như là JBL đang có trên bàn mình ở đây. Và nếu là một người yêu những cái thiết kế nó hơi cổ kính một chút thì các bạn sẽ muốn rằng là chiếc loa của ta sẽ được làm từ chất liệu thân thiện với môi trường, như được làm từ gỗ, được làm từ tre. Và ngay trên tay mình đây đang có một chiếc loa được làm từ chất liệu đó chính là gỗ và có một thiết kế nó khá là classic, nó khá là cổ điển. Đây chính là chiếc loa đến từ hãng Toshifu. Và cái tên của nó thì sẽ hơi khó đọc một chút, chính vậy thì mình sẽ hiển thị trên màn hình cho các bạn nhé. Thì với một chiếc loa được làm từ gỗ này thì nó sẽ có chất âm cũng như là cái độ hoàn thiện của nó như thế nào. Và chi tiết hơn thì các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu sau đoạn intro này. Và nếu như bạn nào đang quan tâm về cái sản phẩm loa Toshifu này, có thể click vào đường link ở phần mô tả video. Ở Chiếm Tài Mobile thì đang có mức giá rất tốt cho sản phẩm loa Bluetooth này nhé. Ok, bắt đầu video thôi. Và đầu tiên thì mình sẽ để em nó xuống một chút và chúng ta sẽ đến với màn mở hộp. Thì thiết kế vỏ hộp của nó cũng khá là đơn giản thôi. Phía trên chính là hình ảnh sản phẩm chính của ta. Đó, được làm từ chất liệu đó chính là gỗ. Và cái màu chủ đạo của nó là tông màu vàng hơi nâu nâu đất một chút. Đó, tên sản phẩm này bằng tiếng Tàu. Thì đây chính là sản phẩm nội địa của hàng Trung Quốc. Chính vậy thì các bạn sẽ không có phiên bản tiếng Anh nhé. Phía trên góc này chính là cái tem phân phối chính hãng của Xiaomi ở những cái Mi Home, Mi Store ở bên Trung Quốc. Và mặt sau là những cái thông số nổi bật của sản phẩm này. Ví dụ các bạn sẽ có dữ liệu pin này, đầu vào và đầu ra của sản phẩm và cũng như là một số cái mã QR code. Ok, mình sẽ unbox em nó. Bên trong các bạn sẽ có một cái sản phẩm loa chính thì mình đã để phía dưới rồi. Và ngoài ra các bạn sẽ có cho mình là một cáp sạc micro USB đi kèm là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Tàu. Thì với những chiếc loa Bluetooth thì các bạn cũng không cần phải cuốn sách hướng dẫn sử dụng làm cái gì, tại vì cách kết nối của nó khá là đơn giản rồi. Và chúng ta sẽ quay trở lại với sản phẩm chính đang có trên bàn mình đây, một chiếc loa Toshifu có thiết kế hoàn toàn bằng gỗ. Và cái màu của nó thì nó sẽ hơi nâu nâu một chút. Và các bạn có thể thấy rằng là những cái họa tiết vân gỗ thì nó sẽ nổi khối trên cái bề mặt của sản phẩm này. Và mỗi sản phẩm thì các bạn sẽ có một cái miếng gỗ khác nhau, chứ vậy thì các bạn không có cái sản phẩm nào giống cái sản phẩm nào hết. Nó sẽ tạo cho bạn một cái phong cách riêng so với những chiếc loa như là JBL hay là JAMO như mình đang có ở đây. Và thiết kế của chiếc loa Toshifu này thì nó sẽ có hình hộp chữ nhật khá là dài. Và chiều dài của nó thì ước chừng là gần một gang tay. Và mình có đo cụ thể thì chiều dài của nó là 16cm. Nó khá là nhỏ gọn thôi. Và chiều rộng của nó là 4cm. Chiều cao của nó vẫn tương tự. Đó. Phía trên các bạn sẽ có cho mình là một dòng chữ bằng tiếng Tàu. Đây chính là Toshifu, tên của sản phẩm. Và mặt trên thì các bạn sẽ có cho mình là một cổng sạc micro USB ở đây. Và cái phần plate ở phía trên này thì nó sẽ được làm từ kim loại nhé. Và tất cả các nút bấm ở đây đều làm từ kim loại hết, cho cảm giác khá là cao cấp. Các bạn sẽ có nút cộng trừ âm lượng này, các bạn sẽ có nút power play này, các bạn sẽ có nút là khởi động. Các bạn chỉ việc nhấn giữ 2 giây thì nó sẽ khởi động em nó và các bạn kết nối như thông thường. Và ngoài ra thì phần loa của sản phẩm này nó sẽ đặt ở bên trái cũng như là cạnh phải của cái loa này nhé. Thì cả hai loa này sẽ có công suất là 3W, nó sẽ phù hợp cho những cái nhu cầu nghe nhạc ở trong một căn phòng tầm 12 cho đến là 24m². Cả hai cạnh trái cũng như cạnh phải thì nó sẽ được để bằng hai miếng kim loại màu vàng rất là cao cấp và mang lại một cái độ sang trọng cũng như là nó sẽ tăng thêm cái tính cổ điển cho cái loa này. Và theo mình cá nhân mình thấy thì cái chất liệu hoàn thiện của cái sản phẩm này thì nó khá là tốt và không có bất kỳ một cái chi tiết thừa nào trên cái sản phẩm này cả. Nhìn chung thì thiết kế của chiếc loa này nó rất là đẹp và nhỏ gọn. Các bạn có thể bỏ trong túi sách, bỏ trong ba lô, có thể là đi cà phê với bạn bè, nhâm nhi ly cà phê và có thể là thưởng thức những bài nhạc. Và nói đến bài nhạc thì mình sẽ nói ngay đến cái phần chất âm của sản phẩm loa Toshifu này nhé. Thì nói chung với cái loa này nó sẽ thiên hướng về cổ điển một chút, chính vậy các bạn sẽ phù hợp với nghe những cái bài nhạc đồng quê, những cái bài nhạc vàng bolero hay là những cái bài nhạc Trịnh chẳng hạn. Những việc thì cái loa này nó sẽ không có âm bass quá lớn cũng như là quá nổi với khối. Còn cái âm trap thì nó hoàn thiện một cách rất là tốt và mình thấy rằng là âm trap chính là cái điểm nhấn của sản phẩm này. Nếu như bạn nào thích nghe trap thì có thể chọn chiếc loa này. Còn về giải mid của nó thì nó sẽ hơi khô và có phần là lấn sang những cái giải khác. Và nói chung thì các bạn vẫn có thể cảm nhận được cái giải trap, giải mid và giải bass thì hơi nhỏ một chút. Ban đầu yêu người thỏa mới đôi mươi,
tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ước mộng hồng tròn. Môi tình xanh như khúc hát. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần kết nối của sổ này, thì nó sẽ trang bị cho mình là con chip xử lý âm thanh ATS282 và DES tích hợp. Và với sản phẩm này thì nó còn được trang bị công nghệ Bluetooth là 4.2. Thì với cái công nghệ Bluetooth 4.2 này thì mình có thử trong một số điều kiện và cho cái khả năng kết nối lên đến là gần 10m. Tùy vào cái điều kiện các bạn sử dụng cũng như là tùy vào cái không gian các bạn sử dụng. Nếu như bạn nào ở trong một cái môi trường quá nhiều tường này, quá nhiều vật thể bằng kim loại thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ kết nối cũng như là cái tốc độ đường truyền khi các bạn sử dụng. Và như các bạn đã biết rồi, với công nghệ Bluetooth 4.2 thì nó sẽ phù hợp với những cái nhu cầu nghe nhạc thôi. Còn nếu các bạn nào muốn cái độ chính xác nó cao hơn thì chắc chắn sẽ không được. Và các bạn sẽ cần những chiếc loa với công nghệ Bluetooth là 5.0 thì nó sẽ phù hợp hơn. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến thời lượng pin của sản phẩm này. Thì với sản phẩm này nó sẽ có thời lượng pin là 2000 mAh, một thời lượng pin rất là trâu trong một cái thân hình nó nhỏ như thế này. Và với cái lượng pin là 2000 mAh thì bạn có thể sử dụng trong vòng ít nhất là 8 tiếng với cái âm lượng là tối đa. Còn nếu như các bạn sử dụng âm lượng với cái mức là tầm 50% thì bạn có thể sử dụng liên tục lên đến là 15 giờ. Mình khuyên các bạn là nếu như bạn nào nghe những cái bài nhạc vàng cũng như là những cái bài nhạc với cái chất lượng tốt nhất thì các bạn nên để âm lượng là 70%. Thì cái cảm nhận chất âm của cái loa này thì nó sẽ tốt hơn. Và cái thời gian sạc đầy của chiếc loa này sẽ là 2 giờ với cái củ sạc thông thường và nguồn vào của nó chỉ là 5V 1A thôi. Và như vậy thì mình đã giới thiệu cho bạn một chiếc loa Bluetooth rất là ngon với một thiết kế rất là đẹp, rất là độc đáo. Và với chiếc loa này thì nó sẽ phù hợp với những cái nhu cầu nghe nhạc vàng, nhạc nhẹ hoặc là những bài nhạc bolero hoặc là nhạc trịnh chẳng hạn. Và với chiếc loa này thì nó cũng có thiết kế rất là nhỏ gọn, chính vì vậy các bạn có thể để trên bàn làm việc này, để trên phòng học này hoặc là để bất kỳ đâu đó và sử dụng một cách rất là dễ dàng. Cùng với đó thì với cái loa này nó cũng sẽ có dung lượng pin rất là trâu, từ 8 cho đến là 15 giờ. Nó sẽ phù hợp với nhu cầu nghe nhạc trong thời gian dài của bạn. Và các bạn có thể nghe trong vòng 4 cho đến 5 ngày, nếu như mỗi ngày các bạn chỉ nghe 1 đến 2 tiếng. Còn nếu các bạn nào nghe nhạc liên tục thì có thể sử dụng trong vòng 1 ngày dài làm việc. Mình thấy khá là ngon nghe chứ. Và nếu các bạn nào đang quan tâm về sản phẩm loa tông Sifu đến từ Xiaomi này thì có thể click ngay đường link ở phần mô tả video. Ở Chiếm Tàu 3 thì đang phân phối sản phẩm này với mức giá rất tốt, chỉ hơn 500 ngàn một chút thôi. Và tùy vào đợt giảm giá cũng như đợt hàng về thì nó sẽ có mức giá khác nhau. Thì các bạn nên click link để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên để lại cho bọn mình một like, subscribe. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bye bye.